Thưa quý vị, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và các cấp đều có sự chung tay đóng góp của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chương trình chợ Tết công đoàn diễn ra từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023 tại quảng trường trung tâm hành chính quận Liên Chiểu do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã thu hút đông đảo công nhân, người lao động tham gia. Nhiều công nhân tranh thủ tăng làm đến chợ Tết ghé mua hàng để chuẩn bị Tết trong gia đình. Nói chung là cũng xà phòng với lại đường với lại sữa cho cháu. Nói chung là gió là tương đối ổn. Chồng còn được khuyến mẻ một tặng một nữa, và được công ty hỗ trợ cũng gia đình khó khăn được bao phiếu là 300. Mà tới vui với chợ Tết công đoàn đây là chung là cuối năm thì là cũng ấm lòng, chung là công nhân rất là vui. Chương trình có 80 gian hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng đồng giá, hàng bình ổn giá, giảm giá và ưu đãi dành cho đoàn viên người lao động trên địa bàn và gian hàng với hoạt động tư vấn khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí, giới thiệu việc làm. Các doanh nghiệp tham gia gian hàng cho biết họ đã đồng hành cùng nhiều chợ Tết của Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hàng năm. Năm nay có đơn vị cũng chuẩn bị thêm nhiều phần quà tặng ý nghĩa cho công nhân khi mua hàng. Tham gia cái hội chợ này với một cái ý nghĩa là mang những cái sản phẩm chất lượng đến cho người công nhân ở tại thành phố Đà Nẵng cũng như người lao động nghèo, và gian hàng đây kết hợp với các cái sản phẩm giảm giá từ 10 đến 25% cho người công nhân với một đích ý nghĩa là họ mang những cái phần quà về cho gia đình trong những ngày Tết, nó thêm ấm áp, thêm đầy đủ. Vừa qua, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu và Nhà văn hóa Lao động thành phố cũng đã phối hợp tổ chức phiên chợ Tết công đoàn, thu hút nhiều đơn vị doanh nghiệp tham gia với 60 gian hàng bán các mặt hàng thiết yếu, chất lượng với giá cả ưu đãi, giới thiệu việc làm với hơn 5.000 vị trí tuyển dụng lao động của 18 doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp Đà Nẵng. Phiên chợ đã hỗ trợ hơn hàng chục nghìn người lao động. Chung tay cùng thành phố Đà Nẵng chăm lo cho công nhân, người lao động, các đơn vị doanh nghiệp đồng hành, không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết trên địa bàn thành phố, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, lan tỏa sự tử tế của người Đà Nẵng.